Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Công thức kinh doanh tuyệt đỉnh đó là tiền bằng quy mô nhân giá trị. Và muốn đột phá lợi nhuận kinh doanh thì bạn phải xây dựng được hệ thống và trao thật nhiều giá trị. Việc đầu tiên để xây dựng hệ thống đó là bạn phải thấu hiểu được những nỗi đau của thành viên mới là gì. Thành viên ở đây thì mọi người có thể hiểu là nhà phân phối hoặc đại lý chi nhánh của mình, hoặc có rất là nhiều người còn gọi là sỉ, nhưng em Hạnh gọi chung đó là thành viên, bởi vì em Hạnh coi tất cả mọi người như là thành viên trong gia đình, chúng ta cùng cố gắng và chúng ta cùng phát triển. Vậy nỗi đau của những thành viên mới đó là gì? Có rất là nhiều người thì sợ nuôi con một mình này, bị vợ nợ này, không có địa vị trong xã hội này, rồi có người không có tiền, có người là bị gia đình chồng coi thường, rồi có những người là họ kinh doanh nhiều sản phẩm nhưng không thành công, thì có người không được đào tạo, có người không có kiến thức kinh doanh, cũng có người không có việc làm, có người bị coi thường, có người bị chồng coi là ăn bám, có rất là nhiều người lại tồn hàng từ những hãng khác này, có rất là nhiều người bị gia đình cấm cản, rồi có nhiều người kinh doanh mà bị động vốn này, có rất là nhiều người gãy hệ thống từ những hệ thống khác này, vân vân. Có rất là nhiều nỗi đau từ những người thành viên như vậy. Thì việc chúng ta trước khi tuyển người ta vào cùng làm việc với mình á, thì chúng ta thấu hiểu được họ, để chúng ta dần dần cùng với họ để tháo gỡ cái những cái vấn đề ra và giúp họ có thu nhập, giúp họ phát triển được bản thân của mình, thì mọi người sẽ hút được rất là nhiều thành viên. Mọi người còn ý kiến nào nữa thì hãy comment xuống dưới cho Hạnh được biết nha.